Trên là Quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân Sinh Cảm Ngộ. Trong chuyên mục Nhân Sinh Cảm Ngộ lần này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ. Từ 32 đến 47 tuổi, trong 15 năm tuổi vàng, có 10 điều bạn nên làm để cuộc sống ý nghĩa và viên mãn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi một chặng đường, mỗi một độ tuổi, chúng ta sẽ học hỏi và ngộ ra được những điều mới mẻ. Và trong độ tuổi từ 32 đến 47 tuổi, dù thế nào đi nữa thì 10 điều không thể thiếu sau đây là 10 điều bạn nên làm để cuộc sống ý nghĩa và viên mãn hơn. Điều thứ nhất là học cách buông tay. Độ tuổi này không cho phép bạn không trưởng thành nữa. Khi bạn không thể nắm được trọn vẹn tình yêu nào đó, lương duyên nào đó hay hiện thực nào đó, hãy học cách buông tay, cho bản thân một bắt đầu hoàn toàn mới. Chỉ cần niềm tin còn, dũng khí còn, nỗ lực còn thì thành công cũng sẽ vẫn còn. Thứ hai là tích lũy tình bạn. Tình bạn chân thành là chiếc áo khoác ấm áp nhất trong cuộc sống. Nó được dệt nên bởi nhân phẩm và sự chân thành của bạn. Ở độ tuổi này, bạn nhất định phải trân trọng nó, dùng tâm tình lưu trữ nó thật cẩn thận. Thứ ba là gieo mầm thiện lương. Chuyện mà mình có thể làm được, có thể giúp đỡ, có thể góp một phần nhỏ công sức, hãy cố gắng hết sức đi làm. Hãy để những người khổ hơn bạn, vất vả hơn bạn cảm nhận được sự ấm áp và tươi đẹp của thế giới này. Gieo mầm thiện lương, rồi một ngày nào đó, bông hoa tình người đẹp đẽ nhất sẽ nở rộ lúc nào không hay. Điều thứ tư, hiểu và yêu âm nhạc. Âm nhạc có thể nuôi dưỡng cảm xúc, nó gột rửa cơ thể và tâm trí của bạn. Nó sẽ mở ra ký ức và trí tưởng tượng của bạn. Và khi bạn hoàn toàn đắm mình vào trong nó sẽ mang tới cho bạn một sự tĩnh tâm theo một cách riêng đầy bất ngờ. Nếu được, thì lý tưởng nhất là bạn nên học và chơi một loại nhạc cụ nào đó. Nó sẽ là gia vị cho mỗi ngày, từng chút một làm cuộc sống của chúng ta ngọt ngào, mặn mà hơn. Điều thứ năm, tránh xa hai loại khổ. Nhân gian có hai cái khổ, một là cái khổ vì không có được thứ mình muốn, hai là khổ vì tình. Với tiền đề là bạn đặt nỗ lực của mình vào đó, tất cả mọi thứ mà bạn muốn đều hãy xem là một màn cá cược. Thắng cũng thản nhiên, thua cũng hãy hứng hở. Dẫu sao thì ở độ tuổi này, bạn cũng đã tích lũy cho mình được những cái vốn nhất định, vẫn có thể bắt đầu lại, chẳng bao giờ gọi là quá muộn cả. Khổ thứ hai là khổ vì tình. Nếu ở độ tuổi này vẫn còn sự vấn vương hồng trần như vậy, vậy nhất định phải giống như quét bụi, quét hết chúng ra khỏi tâm trí của mình một cách sạch sẽ, gọn gàng. Thứ sáu, học cách chịu đựng. Có những chuyện cần phải quên đi trong âm thầm lặng lẽ. Một lần trải qua là một lần trưởng thành. Có những phiền não và buồn bã cần âm thầm lặng lẽ chịu đựng. Một lần trải nghiệm là một lần làm phong phú nội tâm trong cuộc sống của mình. Thứ bảy, giữ một trái tim biết ơn. Hãy luôn giữ cho mình lòng biết ơn. Nó không chỉ khiến bạn biết thương yêu từng hạt cát, hòn đá, từng nhánh cỏ nhành cây, còn giúp bạn xóa tan đi những áp lực vô hình, mài nhẵn dục vọng và sự hiếu thắng trong bạn. Điều tuyệt vời hơn là nhiều cảm giác hạnh phúc đều tới, xuất phát từ những điều đơn giản như vậy. Thứ 8, yêu và nhiệt huyết với công việc. Mặc dù nó không được thoải mái và tự tại như khi ngồi uống trà chanh hay chém gió, nhưng nó là một hình thức kiểm tra, đồng thời là một sân khấu để chúng ta thể hiện trí tuệ và năng lực của mình. Là một nội dung bắt buộc thể hiện giá trị và thành tựu của mỗi người. Hãy yêu và nhiệt huyết với công việc như thể đó là đứa con tinh thần của bạn. Bởi nó giúp bạn có việc để làm, có cơm ăn, áo mặc, có ước mơ để thực hiện và có tiền để thực hiện ước mơ. Điều thứ 9 là luôn học hỏi. Đọc sách, học hỏi và nghiên cứu đều là một hình thức nói chuyện với tri thức. Nó không chỉ giúp bạn cảm ngộ ra được nhiều điều, mà còn là một phương thức rất tốt duy trì trí nhớ. Một vài tư tưởng của bạn, một vài giác ngộ của bạn đều tới từ việc đọc. Luôn duy trì trạng thái tò mò, ham học hỏi
cũng có thể giúp chữa lành, giúp duy trì sức hút cá tính một cách lâu dài. Luôn duy trì trạng thái tò mò, ham học hỏi cũng có thể giúp chữa lành, giúp duy trì sức hút cá tính một cách dài lâu. Và điều thứ 10 là yêu thích vận động thể thao. Rất nhiều người luôn cảm thấy mình béo, mình xấu, vân vân. Vì vậy điên cuồng ăn kiêng giảm béo, phẫu thuật thẩm mỹ. Thay vì lãng phí phần lớn thời gian cho những việc này, hãy tận hưởng thể dục thể thao, tận hưởng thiên nhiên. Với vận động, thể dục thể thao mỗi ngày, cân nặng của bạn sẽ không vì lười biếng, không muốn ăn kiêng mà tăng lên. Dung mạo của bạn cũng không vì thời gian mà bớt sinh động lại. Bạn sẽ luôn duy trì được sự trẻ trung, sự vui vẻ và khỏe mạnh mỗi ngày. Đợi bạn già rồi, cùng người yêu thương, tìm một thôn nhỏ yên tĩnh, lặng lẽ sống. Buổi sáng ra đầu ngõ ngắm bình minh, tối về chống gậy ngắm hoàng hôn. Thế gian này có hai loại tình cảm. Một là bên nhau mỗi khắc, nhưng mệt mỏi tới già. Loại còn lại là giang hồ dã biệt, nhưng thương nhớ khôn nguôi. Rời khỏi nơi nào, phong cảnh nơi đó sẽ không còn thuộc về bạn nữa. Bỏ lỡ một ai, người đó sẽ không còn liên quan tới bạn nữa. Con người chính là như vậy. Quan tâm, phiền não, tự do, kiểm soát. Đi hết một đoạn đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn sinh động và đẹp đẽ. Có người yêu bạn và người bạn yêu. Có việc bạn thích làm và việc cần bạn làm. Có người nắm tay bạn và người bạn nắm tay. Đời người ngắn ngủi, vì vậy hãy để bản thân khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Thỉnh thoảng hãy say một lần, quên hết sự đời. Rồi khi tỉnh lại, bắt đầu một ngày mới tươi đẹp và rực rỡ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ từ 32 đến 47 tuổi, trong 15 năm tuổi vàng, có 10 điều bạn nên làm để cuộc sống ý nghĩa và viên mãn hơn. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip về văn hóa nhân sinh từ Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.